Nuôi cua công nha bạn, lô này nuôi cua công nha bạn. Lô này có 6 cây. Mấy cây này mình lựa mấy cây đế đẹp đẹp không rồi đó, nghe không? Nó tuy là nó không phải như cây sắp đế mà nó thấy không đế đẹp không? Người ta xưa thôi bạn, nó cây này đế không nè. Đế nó bổ điệu ra mà. Chỗ nào cũng có cọng đế hết. Cây này đế đẹp à. Cây này y như cây sắp đế luôn nè nha bạn. Cây này mình bán coi như là giống như cây sắp đế luôn à. Cái này nó có một cọng thôi nhưng mà nó lủi xuống dưới, hai cọng nhưng mà nó lủi xuống dưới các bạn thấy không? Chỗ nào đúng có rễ là đó. Vậy vàng sổ ra là y như cây sắp đế luôn á. Thấy không? Cái mặt này đế đều bân luôn không? Cây này đế nở luôn nè. Nói chung cây nào mình lựa mấy cây đế đẹp đẹp không à. Tàn nó cũng đóng. Cũng có cốt cả sẵn thấy không? Giá như tôi đề nha các bạn. Mình bán nguyên lô 6 cây à. Còn như anh em nào muốn mua mà bày đàn số lượng lớn mà khoảng 50, 100, vài trăm cây á, thì liên hệ với mình nha, giá là nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Nó mua lô số lượng lớn thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Cái này mình bán là những cái lô nhỏ thôi nha các bạn. Lô nhỏ và bán lẻ để ấy thôi. Còn anh em nào mua mà số lượng mà lớn bày đàn mà muốn là vườn lựa thì cũng liên hệ với mình. Vô vườn lựa, bao bứng. Mua lô 50 cây, 100 cây, vài trăm cây gì đó. Nói chung số lượng là khoảng vài ngàn cây đổ lại là có nha các bạn. Nuôi cua công, ai mà muốn làm vườn số lượng lớn thì liên hệ với mình. Tại nếu mà là mấy bạn mua cây này mà để nguyên tàn về trồng lại á, là đỡ được có khoảng thời gian 2 đến 3 năm rồi. Giữ nguyên tàn nuôi tiếp, chỉ bứng sơ sơ rồi đục đế rồi giữ nguyên cái bộ tàn nuôi nó cho nó lớn cái thân này nè. Nếu không muốn chơi form nhỏ mini này thì nuôi cho lớn nữa. Những người làm vườn mà vài trăm cây á, vài ngàn cây á, thì bứng cái trạng đó về làm nó lẹ, việc đục đế rồi xuống giống lại, nó đỡ mất cái thời gian của mình khoảng 2 đến 3 năm, rút ngắn cái thời gian làm cây lại. Mà rút ngắn thời gian làm cây thì đương nhiên phải đầu tư rồi nha các bạn. Đó là đầu tư tại mình mua cái thời gian 2 đến 3 năm của người ta trồng rồi. Đó là đương nhiên rồi, rút ngắn thời gian lại. Nuôi công nha bạn, lô nuôi công 6 cây. 6 cây này mình lựa, 6 cây cũng đẹp đẹp. Được.